Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học ở trong thư Côlôse. Và chúng ta sẽ dừng lại ở một câu kinh thánh. Đó là câu kinh thánh ở trong Côlôse đoạn 2 câu 5. Một câu kinh thánh mà người ta có thể dùng để có thể có được những cái cuốn truyện hay, có những cái tuồng cải lương, hoặc là có những cái đoạn phim rất là gay cấn, và có thể dùng một cái đề tài mà mọi người đều ít ra đã nghe một lần rồi: sa mạc cách lòng. Sáng nay gặp nhau thì có người nói với nhau rằng lâu quá không gặp, long time no see. Cái câu nói đó có nghĩa gì? Có phải là trong cái khoảng thời gian không gặp gỡ, hai bên đã không giữ liên lạc với nhau? Not keep in touch. Thành ra đến khi gặp nhau lại đó, mình chỉ thấy cái mập, cái ốm, cái tóc bạc, thấy cái gì bên ngoài đó. Sa mạc cách lòng. Ở trong các ngôn ngữ khác cũng có những câu tương tự như vậy. Long desire, long du cœur. Out of sight, out of mind. Thưa quý vị, cái nhận định nó có đúng không? Sa mạc cách lòng. Đây là một lời nhận định. Đây là một lời giải thích. Hay là một lời bào chữa. Hay là một cái toan tính cho một việc, một hành động có thể đi đến chuyện cách lòng. Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Đó là sa mạc. Sa mạc có thể là do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng cách lòng thì thật ra là một lựa chọn. Anh đi đường ấy xa xa, để em ôm bóng trăng tà năm canh. Nước non một gánh chung tình, nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng. Dù ai cho bạc cho vàng, chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay. Như vậy là người ở trong cái câu chuyện này có một cái đối tượng vẫn chưa quên, phải không ạ? Cho dù xa mặt mà vẫn chưa cách lòng. Vì thế người kia mới viết về lại như thế này: xa xôi em chớ ngại ngùng, xa người xa tiếng nhưng lòng không xa. Bao giờ cạn rạch Đồng Nai, nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền. Hai ngày này không gặp nhau mà dùng đến những cái hình ảnh mà hầu như đến ngày hôm nay nó vẫn còn. Nhưng thưa quý vị, có thật vậy không? Ở trong thực tế chúng ta đã thấy nhiều cái rạch Đồng Nai đã cạn và nhiều cái chùa Thiên Mụ cũng đã nát. Lý do là vì những người đó không còn chung tình, chung thủy với nhau nữa. Xa cách, thưa quý vị, nó rất khác với ngăn cách. Xa cách khác với ngăn cách vì xa cách là cái cụ thể, còn ngăn cách là cái trừu tượng. Xa cách là cái khoảng cách của cái không gian, là cái số dặm đường, là cái số thời gian di chuyển giữa hai cái địa chỉ. Cái xa cách đó có thể là nghìn trùng bên kia trái đất, và cũng có thể chỉ là một vài phút đồng hồ lái xe. Nhưng thưa quý vị, cái trừu tượng của ngăn cách được nhìn thấy qua những hình ảnh cụ thể. Cái ngăn cách đó có thể là cái gối chia đôi giữa cái giường. Cái ngăn cách đó có thể là cái bức màn ngăn đôi hai cái phòng, mà cũng có thể là một con đường ở giữa hai cái địa chỉ. Vì vậy, xa cách không có đồng nghĩa với ngăn cách. Vì thân tuy cách nhưng lòng không cách. Quý vị nghe câu thơ này của Nguyên Sang: Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan? Ngày sau hai đứa mình xa cách. Trong cái xa cách đó, anh vẫn được nhìn mây trắng bay. Thâm thúy quá. Làm sao ngăn cách được cái mây trắng bay? Dùng một cái biểu tượng của một cái đám mây trắng để nhìn thấy hình ảnh thân yêu. Ở trong đó có cái tự do, có cái thân thương. Mà cho dù không nhìn được mặt nhau, không được nắm tay nhau, thì cái vầng trăng đó, cái đám mây đó vẫn là một cái gì không ngăn cách được lòng của hai người chung thủy với nhau. Thưa quý vị, cái câu nói xa mặt cách lòng nó hàm ý rằng cái nguyên nhân chính đưa đến việc cách lòng là vì không được gặp gỡ nhau thường xuyên. Vì không gặp gỡ nhau thường xuyên nên nó đã đi đến cái việc cách lòng. Nhưng thưa quý vị, cái nguyên nhân chính làm chúng ta cách lòng là vì mau quên. Vì mau quên nên coi nhẹ cái lời thề ước. Nhưng ngược lại, việc cách lòng xảy ra có thể là gặp nhau hoài nó nhàm quá.
chán quá, ớn quá. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện cự ôm sao? Chính vì cái chỗ gặp nhau thường quá, chúng ta không có trọng nhau như khách nữa. Gặp nhau nhiều quá, gần gũi nhau nhiều quá thì dễ sinh ra những cái phản ứng phụ. Câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn nói như thế này: chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân cận con, e người chán con và trở lòng ghét con chăng. Đừng có để bạn mình chán đến độ mà phải nói rằng thôi cũng nên xa mặt đi, mà đừng cách lòng. Có những người sống chung một mái nhà, ngủ chung một giường, ăn chung một bữa mà vẫn cách lòng với nhau là vì hai người không có đồng tâm, đồng chí hướng, đồng niềm tin. Tôi vẫn thường nhắc nhở cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân rằng yêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Vì cùng nhìn về một hướng, cùng bước đi từng bước với Chúa thì hai người đó cần phải mang ách chung với nhau. Ách là cái gì? Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 15 chép: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp được nhau chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng nhau được chăng? Hãy lưu ý đến cái điều mà sẽ làm cách lòng. Chính là vì chỗ không có một niềm tin, không có một chí hướng, không có một tâm tình. Trong chức vụ của sứ đồ Phao-lô, vì ông không có thể thường trực ở tại các hội thánh để chăm lo, vì vậy khi ông đến hội thánh này thì ông sẽ không đến được hội thánh kia. Nhưng mà vì không có mặt ở tại hội thánh đó, không có nghĩa rằng lòng của Phao-lô, tinh thần của Phao-lô phải bị ngăn cách. Ông chép một câu như thế này: vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Chúa cứu thế, thì tôi mừng rỡ lắm. Chính tâm tình của Chúa cứu thế sống động trong lòng của Phao-lô, sống động trong lòng của chúng ta vẫn có một điểm có thể gặp gỡ nhau nơi bệ chân của Chúa. Ông chép rằng, ai có thể phân tách làm cách lòng chúng ta với tình yêu thương của Chúa cứu thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, khủng bố, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc? Trong mọi tình huống chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả nhờ đấng yêu thương chúng ta. Tôi tin chắc, không một điều nào có thể phân tách chúng ta với tình yêu thương của Chúa, dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao vực thẳm, dù bất cứ tạo vật nào khác, không một ai hoặc một sự việc gì có thể phân tách chúng ta với tình thương của Đức Chúa Cha đã thể hiện trong cứu Chúa Jesus Christ, tức là Chúa cứu thế, Chúa chúng ta. Với những lời lẽ tương tự, Phao-lô cũng viết cho hội thánh Thessalonica như thế này: chúng tôi dù xa cách anh em ít lâu nay, tuy cách nhưng lòng không cách. Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Đó là cái câu trả lời cho cái câu hỏi có thật sự xa mặt thì cách lòng hay không. Thưa quý vị, cái câu nói xa mặt cách lòng có ý nghĩa gì ở trong liên hệ của chúng ta hôm nay? Cái câu xa mặt cách lòng có thể đại diện để nói đến những cái ngăn cách mà chúng ta đã vấp phạm để chịu lấy những đổ vỡ. Những đổ vỡ đã đổ vỡ. Những việc xảy ra đã xảy ra. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta từ đây không thể nào dùng cái câu nói cách lòng xa mặt là một cái lời bào chữa, một cái lời tự biện hộ cho mình. Vì vậy đó mà hội thánh Chúa trở nên vắng vẻ. Cái chữ xa mặt cách lòng đưa đến một cái chữ cuối cùng tôi thưa với quý vị. Không phải là xa mặt, mà là vắng mặt. Xa mặt khác lắm với vắng mặt. Thế Hebrew đoạn 10 câu 25 chép như thế này: đừng sao lãng việc nhóm họp như một số người thường làm, nhưng hãy khuyến khích nhau, nhất là trong lúc này vì Chúa gần trở lại. Xin quý vị đặt một ưu tiên lớn cho hội thánh của Chúa trong sự nhóm lại. Có thể có những ưu tiên khác trong cuộc sống của chúng ta lấn vào ở trong cái ưu tiên mà chúng ta cần phải dành cho Chúa trong ngày Chủ nhật.
Tôi cảm ơn quý bà chị em đã yêu kính Chúa đến đây để cùng hiệp lại với nhau, để chúng ta có thể thấy mặt nhau, để gây dựng đức tin cho nhau. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng đừng sao lãng việc nhóm lại, chớ bỏ qua sự nhóm lại với mấy kẻ quen làm. Vì chúng ta thấy ngày Chúa gần chừng nào thì càng phải nỗ lực hiệp tác với nhau. Nhưng những hòn than đỏ chúng ta có thể gom lại ở trong một cái lò yêu thương của Chúa đó, để chúng ta có thể sống và kinh nghiệm sự yêu thương của Chúa cho chúng ta. Thì dù có cách xa bao nhiêu dặm, cách xa bao nhiêu khoảng đường chúng ta phải lái xe, thì lòng chúng ta luôn luôn vẫn được gần nơi bề chân của Chúa. Hát mãi niềm vui trong đời là được yêu Chúa, không có chi ưu phiền khi lòng luôn phó dâng Ngài. Dù trần ngại bốn ba trăm ngàn lối thì đời con hân hoan trong lời tụng ca. Chúa là niềm vui vô biên chẳng khi nào ngơi. Xứng ơn Ngài vì Ngài thương con đấy thôi, tình Ngài bao la biển khơi. Con có là chi, là chi mà Chúa thương hoài, là chi mà xứng ơn Ngài vì Ngài thương con đấy thôi, tình Ngài.